kỵ trong nhà bếp tuyệt đối cấm phạm phải, kẻo đại hạn liên miên, tiền vàng đội nón ra đi. Điều 1. Tuyệt đối không đặt tủ bếp dưới xà ngang. Sách phong thủy có câu, xà ngang đè lên trên tất bất lợi, có nghĩa là cái gì đặt bên dưới xà ngang đều mang điểm không tốt, không chỉ kiêng kỵ với tủ bếp mà với một số nội thất như giường, bàn làm việc. Vì theo phong thủy, đặt tủ bếp dưới xà ngang khiến các thành viên dễ bị bệnh, cả nhà gặp điều không may mắn, bất lợi. Điều 2. Không nên đặt tủ bếp đối diện phòng ngủ. Tủ bếp Việt Nam thờ ông Táo đặt đối diện phòng ngủ khiến kệ thờ ông Táo chiếu vào giường, ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe gia chủ. Bếp còn tỏa ra các mùi dầu mỡ, chiên xào trong quá trình nấu ăn, bay vào phòng ngủ khiến quần áo, gối mền có mùi khó chịu, gây cảm giác ngột ngạt, nóng nực, tâm trạng bất ổn, dễ mắc bệnh. Điều 3. Không đặt bếp gần tủ lạnh hoặc bồn rửa. Theo ngũ hành, bếp là lửa đại diện cho hỏa, bồn rửa là nước đại diện cho thủy. Hỏa gần thủy tạo ra sự xung đột gây bất lợi. Đại kỵ của hai cung này khiến gia đình khắc khẩu, lục đục và ảnh hưởng xấu đến trẻ em và phụ nữ mang thai. Không nên bố trí đối diện hay ngang cạnh, cách nhau ít nhất 20-30cm và nên bố trí theo hình tam giác, thứ tự, bếp, bồn rửa, tủ lạnh. Điều 4. Không nên để bếp đối diện nhà vệ sinh, phòng tắm. Là nơi có nhiều vi khuẩn gây bệnh, mùi ô uế của nhà vệ sinh khiến thức ăn dễ ôi thiêu và mất vệ sinh, ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn, sức khỏe. Tránh đặt theo hướng này vì hướng này là một trong những hướng đại kỵ cho phong thủy. Điều 5. Không đặt đối diện cửa chính. Nhà bếp là nơi giữ tài lộc, may mắn trong nhà, nên khi đặt bếp, kiêng kỵ đối diện cửa ra vào khiến tài lộc đi ra, thất thoát. Tránh nấu nướng quay người ra cửa chính vì cửa chính có nhiều ý nghĩa phong thủy, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Khi nhà bạn diện tích nhỏ, buộc phải xây phòng khách chung với bếp, bạn nên lắp vách ngăn CNC để ngăn hai gian này với nhau, vừa đẹp vừa hợp phong thủy. Điều 6. Kỵ sàn nhà bếp cao hơn các sàn phòng khác. Không chỉ về phong thủy mà khi bạn đặt sàn bếp cao hơn các sàn phòng khác, khiến việc vô ý rửa dọn tràn nước qua các phòng thấp hơn, mất vệ sinh, tốn thời gian dọn dẹp. Đặt sàn bếp cao hơn khi bước chân xuống phòng ngủ, phòng khách làm tài lộc, vượng khí giảm sút, nên đặt bằng hoặc thấp hơn để nhiều may mắn tràn vào nhà và lưu giữ ở căn bếp. Điều 7. Tránh đặt bếp gần, ngay tủ lạnh và có cửa sổ. Khi đặt bếp gần tủ lạnh, nhiệt độ nấu nướng và dầu mỡ bám vào làm giảm tuổi thọ tủ lạnh. Cửa sổ là nơi lộng gió, nhưng trong phong thủy có câu tàn phong tụ khí, do vậy không những nhà bếp mà phòng ngủ đều đặt hướng tránh gió. Bạn quên đóng cửa sổ thời tiết nắng mưa, ảnh hưởng đến đồ ăn, mau ôi thiêu, rỉ sét các vật dụng trong bếp. Điều 8. Tránh thiết kế bếp không có điểm tựa và có khoảng trống sau lưng. Bếp nên tựa vào tường, sau lưng tủ bếp tránh để khoảng trống, như vậy tránh tình trạng cư trú của chuột, côn trùng gây mất vệ sinh. Điểm tựa vững chắc rất quan trọng, khiến sức khỏe người phụ nữ dồi dào và tiết kiệm diện tích bếp hơn. Điều 9. Không đặt bếp ở góc chéo. Góc chéo nếu đặt không cẩn thận sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Điều 10. Tránh sự chênh lệch. Đặt bếp phải êm, không chân cao, chân thấp, gập ghềnh là điều tối kỵ khi đặt bếp. Vị trí đặt bếp phải trên nền khô ráo, thoáng mát, bằng phẳng, ánh sáng đầy đủ. Mái nhà bếp không được để dột, để nước rơi vào.